Tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu GP Invest đã họp báo công bố dự án khu đô thị Tây Nam Việt Trì Pamaner, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì. Đây là dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, kỳ vọng sẽ làm thay đổi hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Khu đô thị có hạ tầng đồng bộ về nhà ở, hạ tầng cảnh quan, trong đó quy hoạch hệ thống tiện ích, công trình dịch vụ công cộng, cảnh quan cây xanh chiếm 70% tổng diện tích dự án. Với quy mô 56,4 hectare, dự án bao gồm nhà thấp tầng, nhà ở xã hội và các công trình công cộng. Dự án đang triển khai giai đoạn 1 với diện tích 28,4 hectare, gồm các hạng mục, hạ tầng cảnh quan, công viên cây xanh, hồ điều hòa, quảng trường và 676 nhà thấp tầng. Đặc biệt, dự án sở hữu 3 hồ cảnh quan, diện tích mặt nước 3,6 hectare. Công viên thư giãn, công viên thể thao được đầu tư với tổng kinh phí hàng triệu đô la. Bên cạnh đó, dự án có thêm tiện ích cảnh quan là quảng trường giải trí và 2 tòa nhà tổ hợp thương mại, các dịch vụ mua sắm thể thao trong nhà, nhà hàng. Để khu đô thị Tây Nam Việt Trì đảm bảo chất lượng vượt trội, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu lựa chọn nhà thầu uy tín, giàu kinh nghiệm Taisi Rotec Nhật Bản và đơn vị thi công Visicon đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng để thi công dự án. Sau 5 tháng thi công, khu đô thị Tây Nam Việt Trì Pamaner đã cất nóc một số dãy nhà, hoàn thành cơ bản hạ tầng đường giao thông và cây xanh trục giữa tuyến phố. Dự kiến dự án hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2024.